Like mệt không anh, đâu like gì đâu, like mệt đâu mấy anh em, like xong đi ngủ mà. Like xong chiều tôi 2 giờ tôi đi làm mà gì đâu, sáng tôi ngủ thì dậy tí xong rồi like cho vui rồi xong đi làm cái gì đâu. Like cho vui mà, chứ giờ tôi nằm không, giờ tôi ngồi tôi coi phim một hình rồi tôi ngồi tôi coi anime xong rồi ngủ trường tí xong tôi cũng đi làm thôi mà. À, bên đây còn đi đồ hình 5 DOT nữa vãi cứt à. Samurai nguyên tử kết hợp với đồ hình 5 DOT à. Ghê vậy. Mẹ Samurai nguyên tử kết hợp với đồ hình 5 DOT à. Cái này hay được. Sáng tạo, sáng tạo. Anh làm tự do mà, anh mày rất tự do mà, anh làm gì có nghề gì, anh làm freelance mà. Để luôn hè, để luôn em. Tôi thấy bên kia chưa kịp hành động là tôi bị đá trà lũng cái đầu rồi đó mấy không. Tôi thấy bên kia chưa kịp hành động là bên kia chết con mẹ nó rồi, chết chu rồng đúng không. Ồ bên kia chưa kịp hành động mấy bên kia chết mẹ rồi. Anh một gói ví đen 40k hả? Là sao anh một gói ví đen 40k là sao? Không hiểu, không hiểu, không hiểu đang nói gì. Để chút nữa chơi chơi combo con skin á. Chơi combo con skin với lại con samurai cho nó chém liên tục thử là mang được gì không. Để chơi combo con samurai với lại con skin đó cho nó chi kích liên tục coi thử là mang được cái gì không. Hai tháng là được một con. Hai tháng là được một con mấy anh em. Đi trước không? Đi trước mà đúng không? Mình đi trước mà đúng không? Đi trước nè. Đó là cho con skin nó combo liên tục, nó combo liên tục với lại con samurai đó. Samurai chiếm một phát này nha, đó Sam chiếm một phát nè. Đã ăn cơm chưa anh? Anh ăn sáng rồi, nãy đi 9 giờ lúc mà ngồi live One Min up Perfect World xong rồi đi ăn luôn đó. À con Sam chiếm lần 2 nha, đây là Sam chiếm lần 2 nè. Rồi ít hai đam rồi nha, đang là ít hai đam rồi đó, ít hai đam rồi đó. Rồi Sam chiếm lần 3 nè, nó lên thêm được chút xíu anh em, nó lên thêm được cũng cỡ tầm 20% đam nữa. Rồi skin nè. Đúng rồi, chiếm cũng mà đi combo gì thì đi combo như gì thì đam của con Sam nó chiếm được 3 lần nha. Thì khi mà con Sam nó kích 3 lần này coi thử team trưởng vô đam vô mạnh không nha. Hoài wow, chưởng cũ 2 luôn à. Anh thử dùng với tách đi với Sam thì ok. Nhưng mà tách đi với Sam thì bỏ chạy à, chúng ta bỏ chạy ra. Ok để tí nữa bỏ chạy ra, để tí nữa bỏ chạy ra. Tôi nghĩ là con ba con bơm á, con bơm đi với con Sam mới mạnh mấy anh em. Con Tatsumaki đi với con Sam không mạnh đâu. Con Tatsumaki đi với con Sam không mạnh. Con đi với con bơm á thì mới mạnh. Nếu còn mà đi với con Tatsumaki tôi thấy yếu mấy anh em. Trời chiếm thừa viết 300. Ôi đụ. Má chiếm thừa viết 300. Ồ chết mẹ mình chết con Sonic rồi.
chết chết cha chết rồi mấy ông. Thu ông ta thu ông trụ được không, trụ được tới lúc con chày gõ ông ta. Ráng trụ đam UR, ráng ôi mày chết chết trời chết kinh luôn rồi. Lật kèo được ông ta. Chày mình còn máu, bên kia chày bên kia nó cũng còn máu nữa. Lật được ông ta. Trời ơi, gõ không chết Sam luôn kìa. Ôi gãy rồi mấy em gãy rồi. Để coi thử có dài ngọc HP nào không, nhít con chày cái đam to lên chứ tí con chày yếu quá. Con chày nó không có viên HP nào luôn trời, đủ. Ở đây nè. Nắp cho con chày cái đam chứ. Nên có chơi Wonderman World không? Nãy có chơi mà, like từ nãy like từ 10 giờ mấy, like tới còn 11 rưỡi đó. Bơm nè. Nãy mấy anh em kêu đi Tatsumaki đúng không? Combo Tatsumaki đúng không? Tatsumaki thì cũng phải cần thêm một con slot ghét đấu rồi, nãy ghét đấu thì lấy con skin đi. Rồi để chém cho nhiều rồi, Tatsumaki đúng không? Tatsumaki với lại con Kinugra. Rồi. Ở bên Silver chung tóc nó hiếm lắm mấy ông, đâu phải như bán đại trà Silver Việt Nam đâu mấy ông. Ê, bên Silver chung nó khác, không phải là bán đại trà đâu nha. Chỉ có Silver Việt Nam mà nó bán đại trà thôi. Silver chung, Silver của người ta lâu lâu mới có mấy ông ơi. Đồ mua bát một là mấy ông mua bát. Còn quay bên đây nó hiếm lắm. Chóng qua tới lượt sau đụng chờ bên kia Sonic của nó bên kia. Ờ mình đi trước luôn, ngon rồi, rồi xong mày rồi, tao đi trước. Ờ tôi đi trước luôn mấy ông. Đây là combo Sam với lại Tatsumaki nha. Sam với lại Tatsumaki. Đấy. Đó, đây là đi combo, đây là đi combo Sam với lại Tatsumaki mấy. Ở đây đi chung với con bơm thì đi như gì á, đi con Sam á, con Sam với lại con skin á. Nói chung là hiện tại bây giờ con nào kẹp chung với con skin cũng ngon hết á mấy anh em. Con nào kẹp chung với con skin cũng ngon hết á, vậy con Sam nó chiếm được nhiều á. Con Sam nó chiếm được nhiều vô nhiều lần á đi, nó bóp 3 lần liên tiếp lên thì cái sụp đổ này nó cũng là phần đam đó. Tatsumaki nó bóp đam to vậy cứ nó bóp cái triệu đam đó. À, giờ thử mấy anh em muốn thích thì tôi ngồi tôi test cho mấy anh em thôi. Hôm nay là ngày cuối, giờ mấy anh em ngày cuối nha. Giờ mấy anh em muốn coi combo về là mấy anh em phải nói lên nha. Là giờ thích ví dụ như anh test cho em combo con này với con này nha. Hôm nay là ngày cuối á, trời không thôi là còn không có cơ hội nào để ngồi chờ cho mấy ông test đâu nha mấy vị huynh đài. Không có cơ hội nữa đâu nha. Ví dụ như test Sam với lại con nào đồ là mấy anh em phải báo lên rồi nha. Tôi test ví dụ như là mấy anh em kêu muốn test là con Sam với lại con Tatsumaki thì tôi test đó, bên đây nó cũng chơi Sam với lại Tatsumaki. À bên đây nó không chơi Sam. Thì mới test cho được cho mấy anh em coi nha. Rồi chơi Sonic thường quá được phát men giỡn mặt hoài vậy. Combo tắt sủi cùng Sam chày. Rồi tắt sủi cùng Sam chày đúng không? Rồi ok. Vậy là bỏ King UR á, nếu mà chơi vậy là bỏ King UR đó.
Ok, xong xong cái đầu tiên nha. Bây giờ làm theo yêu cầu luôn nha. Đánh theo yêu cầu mấy anh em là con Sam với lại con Tatsumaki rồi nè. Là gần như là chơi combo này là vô là con Sam mới đặt được 3 lần sụp đổ luôn. Hoài mày tới Tatsumaki nó bóp cả chịu đam mấy không à. Đã vậy. Rồi, ok, xong một combo là Tatsumaki với lại Sam với lại Shikina. Thì bây giờ combo là Tat sủi Sam chày. Mấy anh em yêu cầu tôi mới test theo nha chứ còn...